Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay diễn ra một năm sau thời điểm bản quyền truyền hình tại Anh tăng đột biến tới 71%. Nếu như vào năm 2013, giá trị bản quyền Premier League trong 3 mùa giải chỉ là 3 tỷ bảng, thì tới năm 2016, con số này đã nâng lên thành 5,136 tỷ bảng. Và việc giá trị bản quyền truyền hình tăng gần gấp đôi so với giai đoạn trước đó cũng giúp cho các câu lạc bộ được hưởng lợi bởi ban tổ chức Premier League đã trả cho họ số tiền cân xứng. Ở mùa giải 2016-2017, các câu lạc bộ đã nhận được 2,4 tỷ bảng. Trong khi một năm trước đó, số tiền ban tổ chức giải trả cho họ chỉ là 1,64 tỷ bảng. Một ví dụ điển hình cho chúng ta thấy rõ được lợi ích của các câu lạc bộ từ việc giá trị bản quyền truyền hình tăng đột biến, đó là nhà vô địch mùa giải 2015-2016 Leicester City nhận được 93 triệu bảng từ ban tổ chức, con số chỉ ngang bằng với đội bóng đứng cuối bảng mùa giải vừa qua Sunderland. Tài chính được đẩy mạnh giúp cho các câu lạc bộ mạnh tay hơn trong việc mua sắm. Con số 30 triệu bảng bây giờ không còn quá xa vời cho một thương vụ. Mùa hè 2016, các đội bóng Anh đã có 10 hợp đồng vượt qua mức giá này. Và năm nay, con số đó hứa hẹn sẽ còn tăng khi tới lúc này đã có 8 tân binh cập bến đội bóng mới với giá hơn 30 triệu bảng tại Premier League.